Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, với truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam ta, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại lên hòn núi cao, giúp đỡ mọi người lúc khó khăn, chia sẻ với mọi người lúc hoạn nạn. Những năm qua, truyền thống tốt đẹp ấy ngày càng được lan tỏa thành phong trào sâu rộng trong cả nước, với tinh thần xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hưởng ứng lễ phát động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân đại hội này, Hội đồng Họ Vua Việt Nam kêu gọi các đại biểu của đại hội và toàn thể bà con họ Ngô trong cả nước chung tay góp sức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, còn gọi là siêu bão Yagi, cường độ bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua, tràn vào các tỉnh miền Bắc nước ta. Khi bão tràn qua và hoàn lưu bão đã gây hậu quả khủng khiếp, tàn phá, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân và đất nước ta. Bằng hành động chia sẻ thiết thực, mỗi cán bộ công chức, viên chức, lao động người họ Ngô ủng hộ ít nhất một ngày lương và tự nguyện đóng góp ủng hộ để góp phần hỗ trợ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Và cả nước thì tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động đều thống nhất ủng hộ một ngày lương. Nhưng hôm nay đại hội họ Ngô của chúng ta diễn ra vào trong thời điểm mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa mới phát động, các cơ quan trung ương đã tiến hành làm tốt việc này, và đây cũng là cái việc thể hiện con cháu họ Ngô của chúng ta với tình cảm của đồng bào của dân tộc cả nước, thể hiện tinh thần người họ Ngô chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng gia đình, dòng họ, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và cường thịnh, để tổ chức cuộc vận động thành công, tạo khí thế thi đua sôi nổi, vui tươi phấn khởi trước thềm đại hội. Đại hội đã đạt đòn công đức ủng hộ bà con lũ bão các tỉnh phía Bắc. Trước hết xin mời các vị trong thường trực Hội đồng họ Ngô cùng các vị đại biểu khách quý và đại diện đại biểu của các đoàn, các tỉnh thành phố, các dòng họ, các nhánh họ đã về từ đại hội cùng chung tay lên ủng hộ bà con địa phương vùng lũ. Sau đoàn chủ tịch, sau thường trực các vị đại biểu thì đại biểu của thành phố Hà Nội đến đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu thành phố Hải Phòng, đại biểu thành phố Quảng Nam Đà Nẵng, đại biểu tỉnh Thái Bình, đại biểu tỉnh Thanh Hóa, đại biểu tỉnh Bắc Ninh, đại biểu tỉnh Quảng Ninh, đại biểu tỉnh Hưng Yên và các tỉnh là chúng ta đã về hương. Để tiếp theo tôi đọc những cái để các đoàn các thành phố lớn là đi trước, sau đó các tỉnh chúng ta tiếp theo, đề nghị các đoàn chúng ta xếp thành một hàng ở giữa, ở để bên trái thôi, trang bên trái thôi, để vì đoàn chủ tịch, để vì các thành viên thường trực là các bác về phía bên này trước để chúng ta thực hiện chương trình ủng hộ. Xin mời các thành viên thường trực Hội đồng Họ Ngô. Viện nghiên cứu văn hóa tăng. Và đại diện các đoàn thì các đồng chí ủy viên Hội đồng Họ Ngô đã ở trong các đoàn rồi, nên là chúng tôi chỉ mời thường trực. Xin kính mời là các vị đại biểu chúng ta với tấm lòng của mình là lên thực hiện ủng hộ lũ bão. Chương trình ủng hộ lũ bão, tôi xin thông báo ông Ngô Văn Sơn, chủ tịch Hội đồng Họ Ngô Việt Nam ủng hộ 200 triệu. Biển chúng tôi đã chuẩn bị sẵn để trao lúc khi trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Và gia đình ông Ngô Văn Tuấn ủng hộ 100 triệu. Và các thành viên Ngô Thanh Trọng, các đoàn xin kính mời. Xin kính mời bác Ngô Văn Thụ, bác Ngô Văn Linh và các bác lãnh đạo của đại biểu về dự. Thế thì các bác lên trao quà ủng hộ.
đầy ghi nhớ bách đằng đầy chiến công, số quân bắc tiến đoàn hùng binh anh dũng, võ ngựa tung hoành trên rừng núi hiên ngang, từ bay mai hùng đường ra vang lưng đồi, từng đoàn binh tướng tan trường rừng núi sông, treo leo vách núi để cùng nhau tiến bước, gió bạt mưa nhỏ vui lời hứa ra đi. Đại La vừa lập công mừng chiến thắng quang vinh, diệt thù trong loài hồi vong bán nước dân bao đời, vượt dòng sông đầy liệt anh ngàn dũng sĩ sông lên, bạch đằng ra đồng tử sinh dệt vang quân Nam Hán, tay người Nam từ ngàn xưa mây ai xanh ngô vương, lòng người Nam về ngàn sau muôn thuở vẫn không phai, danh ngô quyền vang khắp muôn sơn hà, ngàn đời con cháu tôn thờ vì biết ơn, say sưa non nước trời Việt Nam giữ lấy, sách lược bao đời ta ngược nối cha ông, biển khơi muôn trường xanh phát hôm chân trời, từng hòn đá quý đem về cùng quê tâm. Các bạn và các thành viên, chúng ta còn đại biểu nào và các bạn nào chưa ủng hộ và phát tâm ủng hộ hôm nay thì chúng ta lên đầu ngõ để bộ phận là phục vụ hoàn tất. Ngoài cùng đường sao vang lưng đồi, từng đoàn binh tướng can trường dựng núi sông, treo leo vách núi để cùng nhau tiến bước, gió bạt mưa nhỏ vui lầy. Tiếp theo chương trình của đại hội là chương trình các hoạt động chào mừng của đại hội. Thì ban truyền thông thực hiện theo kế hoạch. Kính thưa đại hội, tại phiên họp chủ bị ngày hôm qua, chúng ta đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch được 15 đại biểu và đoàn thư ký 3 đại biểu. Tôi xin thông báo danh sách đoàn chủ tịch: một, ông Ngô Văn Sơn, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chủ tịch Hội đồng Hoàng Ngô Việt Nam; hai, ông Ngô Văn Dụ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ tịch danh dự Hội đồng Hoàng Ngô Việt Nam; ba, ông Ngô Xuân Lịch, đại tướng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bốn, ông Ngô Tiến Quý, thiếu tướng, phó giáo sư, tiến sĩ, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Hoàng Ngô Việt Nam; năm, ông Ngô Văn Tuấn, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Đường thủy, phó chủ tịch Hội đồng Hoàng Ngô Việt Nam; sáu, ông Ngô Quang Xuân, phó chủ tịch Hội đồng Hoàng Ngô Việt Nam; bảy, ông Ngô Hữu Minh, phó chủ tịch Hội đồng Hoàng Ngô Việt Nam; tám, ông Ngô Văn Xuân, ủy viên thường trực Hội đồng Hoàng Ngô Việt Nam; chín, ông Ngô Quý Đức, trung tướng, nguyên cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn, chủ tịch Hội đồng Hoàng Ngô Quảng Nam Đà Nẵng; mười, ông Ngô Văn Phát, chuẩn đô đốc, nguyên chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân vùng năm, chủ tịch Hội đồng Hoàng Ngô thành phố Hồ Chí Minh; 11, ông Ngô Minh Tuấn, tổng biên tập tạp chí Xây dựng Đảng, ban tổ chức trung ương, chủ tịch câu lạc bộ người làm báo Hoàng Ngô Việt Nam; 12, ông Ngô Minh Xuân, giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân, nguyên hiệu trưởng trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch câu lạc bộ thầy thuốc Việt Nam; 13, ông Ngô Đăng Hải, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Hoàng Ngô thành phố Hải Phòng; 14, ông Ngô Văn Dũ, chủ tịch Hội đồng Hoàng Ngô tỉnh Thái Bình; 15, ông Ngô Vi Tiếc, chủ tịch Hội đồng Hoàng Ngô thành phố Hà Nội. Xin kính mời các ông có tên trên đến đoàn thư ký gồm 3 thành viên: một là Ngô Văn Dần, tránh văn phòng Hoàng Ngô tỉnh Bắc Ninh; hai, Nguyễn Thị Hải Châu, phó tổng thư ký câu lạc bộ người làm báo Hoàng Ngô Việt Nam, phó ban vận động câu lạc bộ Nam Dông; ba, Ngô Minh Hoàn, trưởng ban kiểm tra Hội đồng Hoàng Ngô thành phố Hà Nội. Tôi xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội, đoàn thư ký lên làm việc.
Trước khi vào trong phần chương trình chính của đại hội, tôi xin thông báo kết quả cuộc vận động của Họ Ngô tại đại hội ngày hôm nay. Tổng số tiền các đoàn đại biểu và các vị đại biểu vận động ủng hộ được 285.300.000 đồng. Ông Ngô Văn Sơn, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chủ tịch hội đồng Họ Ngô Việt Nam ủng hộ 200.000 đồng. Bà Tạ Thị Liên, vợ của phu nhân là phu nhân của ông Tuấn, 100.000 đồng. Ông Ngô Thành Sơn 20.000 đồng. Ông Ngô Thái Dũng 20.000 đồng. Tổng số tiền mà đại hội Họ Ngô vận động hôm nay được 625.300.000 đồng. Đề nghị chúng ta liên hệ quan hệ. Đã thông báo trước với đại hội, chương trình đã trao tặng tiền cho là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi sẽ để cho các thành viên tặng quà ủng hộ được chụp ảnh. Nên chúng tôi mời các cá nhân đã có quà từ 20 triệu ủng hộ lên là trao tặng. Và riêng có một cái biển trao tổng thể toàn bộ số tiền của đại hội chúng ta đã vận động được là 625.300.000 đồng để trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và ảnh của cá nhân cũng mong là chúng ta sẽ, các thành viên ủng hộ sẽ chụp ảnh. Tôi trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng ban tổ chức, cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lên nhận tiền ủng hộ. Tôi trân trọng kính mời ông Ngô Văn Sơn, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chủ tịch hội đồng Họ Ngô Việt Nam lên tặng 200.000 đồng. Xin trân trọng kính mời bà Tạ Thị Liên, chủ nhiệm câu lạc bộ Nàng Dâu, phu nhân của ông Ngô Văn Tuấn lên tặng 100.000 đồng. Vâng, xin cảm ơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Thiếu tướng Ngô Thái Tô, nguyên cục trưởng cục phòng chống ma túy bộ đội biên phòng lên tặng 20.000 đồng. Xin mời gia đình của Thiếu tướng Ngô Thái Tô lên tặng 20.000 đồng. Vâng, xin cảm ơn ạ. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Thành Sơn, đoàn đại biểu Bắc Kinh tặng 20.000 đồng lên trao quà của các viên ủng hộ. Thế chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Ngô Văn Sơn, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chủ tịch hội đồng Họ Ngô Việt Nam, lao lên trao biển tặng tổng số tiền là 625.300.000 đồng. Xin kính mời ông Ngô Văn Sơn. Vâng, xin cảm ơn. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mấy lời phát biểu với đại hội Họ Ngô. Kính thưa các bác, các anh, các chị, các đồng chí lãnh đạo trong hội đồng gia tộc Họ Ngô. Hôm nay chúng tôi được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử tham dự đại hội của hội đồng gia tộc Họ Ngô. Chúng tôi rất là xúc động. Chúng ta có, đây cũng là một hoạt động rất là có ý nghĩa nhằm duy trì và bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung, cũng như là bản sắc văn hóa và các truyền thống tốt đẹp của hội đồng Họ Ngô Việt Nam nói riêng. Và đặc biệt tại cái sự kiện quan trọng của hội đồng Họ Ngô Việt Nam thì chúng ta đã có nghĩa cử rất là cao đẹp,
thể hiện tình đồng chí, nghĩa đồng bào, hưởng ứng tri ân và hướng tới đồng bào ta đang bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 gây ra, và chúng ta đã có cái hoạt động rất là cụ thể để góp vào cái đóng góp chung của Đảng, Nhà nước và toàn thể đồng bào ta trong mọi ngoài nước hướng về đồng bào ta bị thiệt hại ở các địa phương do cơn bão số 3 gây ra. Thay mặt ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi rất là trân trọng tri ân và tiếp nhận sự đóng góp ủng hộ. Đây là cái tình cảm rất là cao đẹp của các bác, các anh, các chị, các đồng chí trong đại hội của Hội đồng Dân tộc Họ Ngô, nó thể hiện cái tình cảm và cái sự tri ân của đồng bào ta đối với các những người đang bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 gây ra. Một lần nữa chúng tôi xin chia vui và chúc mừng thành công của đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng Họ Ngô Việt Nam, và xin tri ân, cảm ơn cái tình cảm, tình tương trợ, tương thân tương ái, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam hướng về đồng bào ta đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 gây ra. Xin chúc mừng và chúc cho ban chấp hành của Hội đồng Họ Ngô Việt Nam nhiệm kỳ 10-2024-2029 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đại hội đã đề ra, góp phần tiếp tục phát huy cái truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp nối truyền thống và tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa tư tưởng đó trong giai đoạn mới và thời đại mới, đoàn kết cùng tất cả các dòng họ Việt Nam, cùng toàn thể nhân dân ta ở trong và ngoài nước viết tiếp cái trang sử vẻ vang của Việt Nam trong giai đoạn mới. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc sức khỏe các cụ, các bác, anh chị. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, thay mặt đại hội, chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng ban tổ chức cán bộ của cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến tham dự đại hội từ đầu đến bây giờ, đã thay mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 21 bằng khen cho tập thể và 21 bằng khen cho cá nhân, và đến bây giờ cũng thay mặt cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của người ủng hộ Việt Nam tặng đồng bào bị bão lụt, và phát biểu cảm ơn, đề nghị đại hội cho một tràng pháo tay cảm ơn ông Nguyễn Văn Thanh. Xin trân trọng cảm ơn.